Anh nghe rõ không ạ? Có Em là có Minh. Vâng, em tên là Lương Tuấn Anh, quê quán ở Cẩm Điền, Cẩm Giang, Hải Dương ạ. Em thì biết đến Smart A thì cũng khoảng 3 năm nay rồi. Đấy, từ khi là cái Smart A ra đời là em biết và em dùng luôn. Đấy, cơ duyên thì là em bị Covid ấy, thì là em mới dùng thì là thấy rất là hiệu quả. Em chỉ cần rửa mũi này, súc họng và thấy nó êm. Đấy. Trước 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 khi dùng Smart A thì em cũng cũng nghe trên mạng hay gì đấy là dùng sông bằng cái lá gì đấy chẳng hạn gì đấy, nhưng mà nó mũi nó vẫn cứ nghẹt không ăn thua. Đấy, khi mà em dùng cái Smart A về cái này, em dùng Smart A thì là chừng nửa tiếng sau thấy nó nhẹ đi ngay, nhẹ nhẹ mũi ngay, mũi nó bắt đầu nó nhẹ, nó không bị nghẹt nữa. Đấy, thì em cứ dùng rửa mũi và súc họng thì là khoảng một tuần ấy là hết Covid luôn, không cần dùng viên thuốc gì. Đấy, cứ một mình ở phòng xong bắt đầu là dùng Samara thôi. Tớ đi dịch căng nên là em nghĩ là cách ly thì cứ cứ một mình một phòng thôi. Đấy, thế từ đấy thì em thấy là cái này công nhận hiệu quả quá nên là em mới chia sẻ cho mọi người trong gia đình. Đấy, và mọi người bên ngoài nữa. Đấy, thì thực tế thì nhà em cũng dùng rất là nhiều việc rồi. Em riêng em viêng họng họng cái gì đấy, cái mũi này, cái mắt này thì em dùng hết rồi. Đấy, kể cả ngứa đầu này, đầu bị lấm hay gì hơi hơi ngứa thì mình chỉ gọi là 2 3 hôm là nó hết. Đấy, cái đau mắt đỏ thì cũng dùng khoảng 3 4 hôm là cũng hết. Đấy, sổ mũi hay ngạt mũi dùng rất là nhanh, có khi 1 hôm 2 hôm là hết hoàn toàn luôn. Đấy. Hoặc là những con cái của em ấy thì ví dụ cháu bé thì nó thỉnh thoảng nó hay bị viêm họng thì cứ nhỏ vào họng cho nó hoặc là nó hết, cùng lắm là 1 tuần là hết nhanh nhẹ, 3 3 hôm. Đấy là con em 2 đứa thì thực ra từ từ khi biết Smart thì không phải, may quá không phải đi viện bao giờ, chưa phải đi viện bao giờ, cứ ở nhà là bố con xử lý cho nhau thôi, cứ không phải viên kháng sinh nào cả. Đấy, rất là may như thế. Mọi lần trước là cứ đi viện thì là người trông người trực người cơm nước các kiểu vất vả lắm, bây giờ cứ nghĩ đi đi viện là sợ rồi. Đấy, đấy, bây giờ vợ em thế, bây giờ vợ em thì đầu tiên không tin đâu, vợ em nó là giáo viên, đầu tiên nghĩ là cái thế này thế kia không tin, nhưng mà khi mà em dùng cho con em ấy thì 3 hôm nó hết ho rồi, nên vợ em từ đợt đấy là không nói gì nữa, bắt buộc phải tin thôi, kết quả thế thôi thì làm sao mà cãi được đúng không? Đấy. Thì vợ em bây giờ cũng chuyên để súc miệng các thứ, dùng súc miệng rồi là đau mắt đỏ đấy, cũng dùng phụ khoa, kể cả phụ khoa cũng dùng bình thường. Đấy, mới làm cả thầy độc đại tràng nữa, bây giờ nghiện thầy độc đại tràng rồi. Vợ em nghĩa là cũng bị táo bón thì em cũng bảo bảo mãi là cũng ậm ờ lắm ấy, cũng kiểu bây giờ thì nghiện rồi, ngày nào cũng thấy thầy độc đại tràng, chắc là thích thì sao đấy. Đấy là vợ Tuấn em Anh là cũng kể có Tuấn Anh là mình định và mình nhờ Tuấn Anh là kể về ca bỏng của em bé thôi. Thế này để mình kể cho. Bạn ấy thì không phải là chuyên gia, mà không phải là bác sĩ về bỏng như này kia, nhưng mà bây giờ biết một cái Samana có thể giúp ở bỏng. Bạn ấy sẵn sàng mang chai đến và bạn nhìn vết thương, bây giờ bạn cũng là chuyên gia rồi đấy. Bạn nhìn vết thương phát là bạn biết là ngày mai nó thế nào. Và đang là ngày mai cô cậu đi chơi thì đúng thật là ngày mai cô cậu đi chơi, và sau 3 4 ngày là ví dụ như em đang ca bỏng nào cậu hay còm là cái này mấy ngày là ổn. Thế thì cái câu chuyện của Tuấn Anh em định Tuấn Anh chia sẻ là về vấn đề bỏng cơ, nhưng mà từ tiện thì cậu cũng nói luôn là gia đình cậu như nào. Thì thực ra cái chuyện gia đình ấy, thì chúng ta là những người mà đang lan tỏa Smart A thì chắc chắn những cái chuyện đó là chuyện bình thường đối với chúng ta được rồi. Ngay cả vấn đề là như này này, con cái lâu không phải đi viện, thực ra ai cũng mong muốn thế thôi. Ai cũng giống như Trang Lê lúc đầu nói về chăm sóc sức khỏe chủ động ấy, ai cũng mong là tránh tra thuốc và cũng không phải đến đến bệnh viện để giảm tải gánh nặng y tế, giảm tải quá tải bệnh viện. Những cái câu chuyện là chúng ta làm đâu có được, nhưng đúng là có cái Smart A trong nhà, gần như mọi người cũng ít bị đi viện hơn. Và cái thứ hai nữa rằng là đấy, nghe bạn kể từ vấn đề phụ khoa, từ vấn đề táo bón này kia, thì thực tế rằng là có những cái bệnh, xin lỗi, là thuốc mãi không ổn đâu.
Nhưng với Smart thì ổn. Ok, cảm ơn Tuấn Anh. Ở đây ấy, thì là các cô bác như này nhá. Hôm nay là cái buổi mà các cô bác cũng tự tin giơ tay để mà đồng hành cùng với lại Smart A giúp em. Em cũng nhìn thấy ở đây là có bạn